thời đại ước mơ được mở ra tại vùng đất phi thường Việt Nam. Vượt ra khỏi Việt Nam, trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn tại châu Á. Hơn cả một khu du lịch là một thành phố mơ ước. Vùng đất với nhiều cơ hội lớn đang chờ đón quý vị. Chúng tôi tìm đến thành phố Quy Nhơn, miền Trung Việt Nam. Vùng đất kỳ tích. Xây dựng thành phố du lịch cao cấp hơn cả một khu resort để tạo khác biệt với dự án Quy Nhơn. Nơi biển và các giao thoa càng thêm tỏa sáng. Kỳ tích 113 hectare. Một concept mới về khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp, nơi tất cả các niềm vui của mọi người được kết hợp hài hòa với thiên nhiên tươi đẹp. Thiên đường mua sắm cho khách du lịch. Quillbein Villa vừa là một không gian sống lý tưởng với năng lượng sạch, vừa mang lại tiện ích của thành phố với thiên nhiên thanh bình. Công viên chủ đề là một sự kết hợp hài hòa giữa phong cảnh thiên tuyệt đẹp với niềm vui mà mọi người mơ ước, chứa đựng tất cả những yếu tố cần thiết mà một dự án du lịch tầm cỡ cần có. Xây dựng thành khu du lịch cao cấp được kết hợp giữa hệ thống dịch vụ và giải trí trong mơ. Quy Nhơn sẽ được đẩy mạnh vào năm 2020. Một cột mốc mới được hình thành vượt ra khỏi châu Á. Với Quy Nhơn, một thành phố đáng mơ ước. Bắt đầu khu du lịch cao cấp bậc nhất thế giới, lịch sử vĩ đại. Trong thời gian tới, thế giới sẽ ganh tị với khu du lịch phức hợp các cấp Quy Nhơn của Việt Nam.
mở ra kỳ tích mới năm 2020. Việt Nam sẽ thực hiện hóa khu du lịch cao cấp. Với mô hình nghỉ dưỡng mới, số 1 Việt Nam, châu Á và thế giới, trở thành địa điểm mới thu hút khách du lịch, sẽ chia thời gian với mọi người với nhiều cơ hội tốt.